Ok, và xin chào tất cả anh em trở lại với channel của mình. Đó thì hôm nay cũng chả biết làm cái nội dung mẹ gì anh em ạ, nhưng mà mình thấy phát hiện có một cái hay, đó là event của chúng ta có cái event đá pen đấy. Đấy thì mình lại có Onana anh em ạ. Mình lại nhớ đến cái hôm nào mà đá đá với Man City ấy. Onana trêu Erling Haaland ấy, thế nên mình lại nghĩ ra là à đây rồi, content ở đây chứ đâu. Thì mình sẽ đi đá cái event này, đằng nào thì mình cũng chưa đá trận nào, chưa làm cái event này phát nào đó. Thì cái này mình đá bản PC anh em nhá, coi như là mình ngồi mình cày PC luôn, chứ còn mobile mình đá xong rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, mình sẽ cầm Morana mình bắt anh em ạ. Hơi tiếc một chút là không biết là chúng ta có gặp Erling Haaland không. Game plan này, ui Onana phong độ thế này, đội bạn mình cũng có cả ấy anh em ơi, mình cũng có cả Emiliano Martinez nhưng mà mình không dùng Onana thôi. Ronaldo, Mbappe, ok mấy cái này chả quan trọng anh em ạ, cài cho nó vui. Đá pen đi. Ôi mình nhớ là event ở mobile đâu có kiểu như này đâu. À đây mình sẽ được chọn thứ tự anh em này, Mbappe sút đầu, Ronaldo sút thứ hai à, khỏe anh bảy sút đầu tiên đi. Odegaard, De Paul, Vinicius. Rồi, ok, đằng nào cũng thế. Đánh 7 sút đầu tiên đi. Đây rồi. Ây xa, đẹp nhá. Ở bản PC thì chúng ta sẽ khác bản mobile một chút là đây anh em gì không? Thủ môn sẽ di chuyển được và chúng ta sẽ kiểu như là đá nó có phần trăm ra ngoài hoặc là chúng sang ngang cột dọc anh em nhá. Không phải là thích sút là vào đâu. Mày bắt đầu cạnh, bắt đầu cạnh. Đấy rồi, Onana mời. Mời nào, đấy, mày xuống đây. Mời đấy. Em mời anh. Xuống đây. Nhưng mà vậy là rất rất là đau đầu anh em nhá. Vậy là đội bạn sẽ bị kiểu như là phân tâm. Tí mình cứ mời thôi. Nhảy nhót, nhảy nhót. Mời tiếp. Mời mời vừa vừa đây các bạn, đây mời tiếp. Anh xuống đi. Ngon xuống bên kia đi. Ngon xuống đi. Ngon xuống đi. Sao? 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 Mời tiếp nào. Chơi không? Dám sút không? Giảm sút không à? Đau đầu phết đấy các bạn. Ấy, mời đi, sút luôn mời đi. À, được 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 được. Áo, chơi không? Bạn sút bên này không? Ngon sút bên này đi. Ôi ơi. Tuổi bạn đấy thật. Mặc dù là bạn đánh lừa tôi đấy, nhưng không 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 dễ để vào đâu. Ào, bạn làm sao? Bạn làm sao? Đá pen bên PC vui hơn anh các bạn, mời vui lắm. Ok, chúng ta ra đánh trận pen đầu tiên. Đấy. Nhẹ nhàng. Thế thôi. Đá pen được cái là cày nhiệm vụ nó nhanh. Rồi, chúng ta sẽ đến với trận thứ hai. Đây rồi, ui tìm trận lâu quá. Rồi, chúng ta đến với trận đấu thứ hai. Vừa nãy Ronaldo sút đầu, vẫn là anh Ronaldo sút đầu thôi. Sợ quái gì anh em ơi.
đội bạn gì chỉnh lâu thế? Chà là chúng ta đối đầu với thủ môn nào nào? Trận đầu tiên thì anh Rô rút quả đầu rất tín. Ông nào đây? Đội bạn ông nào bắt đấy nhở? Ui rồi ôi. Thôi xong rồi, xong rồi. Onana không mời được nữa rồi. Em ơi anh. Em ơi anh. Ôi ôi. Anh này tỉnh quá em ơi. Anh này sút tỉnh quá. Em ơi anh. Em ơi anh. Bay mạnh lên Onana ơi, bay mạnh lên. Đúng rồi. Ôi ôi. Bắt đúng hướng rồi mà. Nó tỉnh quá anh em ạ, nó tỉnh quá. Thằng này nó tỉnh quá anh em ơi. Mày tỉnh nữa đi. Rồi, quả mình lệch một tí thôi, mình lệch một tí thôi. Lệch một tí này thôi. Đấy. Nó bắt bên mình đi ạ. À đù. À. Thằng này bắt đầu vào bẫy của mình rồi anh em ạ. Nó bắt đầu vào bẫy của mình rồi. Phát sau là mình sẽ bắt được. Anh em tin không? Nó bắt đầu vào bẫy của mình rồi. Anh em cứ bình tĩnh thôi. Quả này chắc chắn là bắt được này. À, à, nào em ơi anh. Em ơi anh. Anh bắt đội em cái. Ôi. Mẹ chó này. Được cái nhỉ. Mày bắt được đấy. Brilliantly done. Never took his eye off the keeper either. Can the goalkeeper sao? Không đi nữa. À vẫn đi tiếp này. Thở đi, mày thở đi. Sút đi. Ăn vệ sút tốt thế. Bọn này sút tốt quay các bạn. Thế này không bị lừa rồi. Bắt sút tốt quá. Thôi 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 thôi. Không không có đá bắt nghiêm túc các em ơi. Đây rồi, chúng ta đến với trận đấu thứ 3. Ok, vẫn là Ronaldo sút đầu. Ai à, chắc trận này đấy à, họp ban à? Ronaldinho sút đầu anh em ạ. Chết rồi, Ronaldinho sút đầu à. Anh ơi. Anh Ronaldo bảo ơi, em bắt bên này này. Em bắt bên này này. À, đội bạn biết chơi anh em ạ. Đội bạn là tỉnh đấy. Đội bạn là tỉnh giống như là đội trước đấy. Nên là thôi, trận này bắt nghiêm túc một tí anh em ơi. À, anh Rô sút pèn vẫn tín lắm. À, bắt bên này này. Bắt bên này này. Này. Bên này. Bên nào. À, à, mẹ vẫn vào anh em ạ. Chịu. Sút quả đấy vẫn vào thì làm sao mà đỡ được. Ôi chết rồi. Chết. Nhầm. Mình nhận nhầm nút anh em ơi. Tôi không sao. Anh ơi. Anh sút góc nào anh ơi. Anh sút bên phải đúng không anh ơi. Mẹ. Thằng này có chích anh em ơi. Thằng này chưa bẩn. Thằng này chắc chắn là có chích. Nó có chích để sút vào cột dọc và đi vào lưới anh em ạ. Chắc chắn luôn. Nó có chích để sút vào cột dọc đi vào lưới. Anh em tin không? Không thể nào mà ấy được. Nào.
Hãy sút bên phải Onana đúng không? Thằng này giờ nó bắt đá kinh thế nhỉ. So can he do it? Can he? Nó bắt kinh anh em mình nhỉ. Sticks it away. I thought he handled the pressure really well. Quả cuối cùng mình nghĩ là nó sút giữa anh em ạ. Mình sẽ bắt giữa. Không có mấy người mà can đảm đến nỗi mà quả cuối bắt giữa như mình đâu. Nào, anh xuống đi. Con mẹ nó. Mẹ cho thứ ba rồi. Trời ơi. Anh 7 à, anh 7 sút quả cuối đi. 7 sút quả thứ 5 đi. Boy, you can feel the tension. Mbappé. Quả đầu cứ sút giữa cho nó tâm linh. Đó. Một quả. Để xem nào. Mbappé à đây. Em mời anh. Em ơi anh. Em ơi anh. Anh bắt bên nào, anh sút bên nào. Anh sút bên nào. Anh sút bên nào. Manchester United are now able to take a giant step. Em ơi anh. Anh bắt bên nào. Trời ơi, sút thế sao mà bay được. Em ơi anh. Em ơi anh. Anh ơi. Hey. Từ từ nó sút 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 vào chỗ này. À. Anh này được đấy, anh này gan đấy. Em ơi anh. Anh bắt hồi em cái. Anh bắt hồi em cái. Đội bạn bắt đầu sút à, bây giờ mình không mời nữa là bắt đầu đội bạn bị tâm lý này. Mình không mời nữa là đội bạn bị tâm lý, anh em tin không? Bị tâm lý cho mà xem. Bắt xa bên phải Onana. Biết ngay mà không mời cái là tâm lý luôn. Đội bạn hoang mang luôn. Em thấy chiến thuật của mình trận này đẳng cấp không? Em ơi anh. Anh này tỉnh quá. Đấy, quả này mình mời tiếp này. Bellingham à? Bên bên kia chứ còn gì nữa. À, à, bây giờ nó chơi bài. Nó chơi tốt đấy. Ronaldo quả cuối cùng này. Bắt đầu cái. Em ơi anh. Trời ơi, sút lên nóc thế thì. Trời ơi, trận này chiến thuật nó phải gọi đẳng cấp anh em ạ. Chiến thuật trận này quá hay. Rồi, đến trận sau đây. Rồi, trận cuối cùng anh em nhá. Ok, trận này thì đội bạn ok, anh Ronaldo vẫn là nhiệm vụ thứ 5 anh em nhá. Quá là ok, con dê. Kinh chỗ biển quảng cáo này, no good, no glory. No good là cái gì nhỉ? Đội bạn sút trước anh em ạ. À, anh Si à, em cho anh. Đợt này khỏe không anh? Anh Si à, em ơi anh. Em ơi anh. Em ơi anh. Anh dám chơi không? Anh chơi với em không? Anh nghĩ lâu này anh lom rom rồi. Ui. Cái tay em hơi ngắn. Cái tay của em hơi ngắn rồi. Anh yêu ơi. Cái tay của em hơi ngắn anh ạ. Trời, quả đầu tiên quá đơn giản.
Quả này mình không mời nữa này. À quả này mình vẫn mời nhưng mà mình đứng dừng một tí thôi. À đội bạn sẽ bị phân tâm anh em ạ. Đội bạn bị phân tâm. Phân. Mẹ, tay lại ngắn rồi. Còn khổ quá sút. Sút vào cái góc xa hẳn đấy, không với được. Ôi quả này không mời nữa là đội bạn hoảng này. Không mời nữa là hoảng này. À em không mời nữa đây. Hoảng này, hoảng trượt này. Biết. Ui. Vãi thật. Cũng may là chúng ta vẫn đang gọi là chưa thua quả nào, nó còn đỡ. Mẹ. Oh, he never looked comfortable over that, did he? This to double Larry. Đấy, quả này dịch dịch đi một tí đấy, quả này dịch dịch một tí. Anh hoảng chưa? À. Tỉnh quá nhờ. He must, but can he? Tỉnh đấy, tỉnh đấy, tỉnh đấy. And stuck away with ice in his veins. Quả cuối cùng à? Đứng yên này. Nào. À đây, Alan là phải mời. Alan phải mời. Đâu? Mẹ, sút xa quá. Anh em thấy cái chiến thuật mời của mình nhá. Mình chỉ thua những ông nào mà sút pen mà biết cái cách mà sút cực kỳ sát cột dọc ấy, chỉ thua mấy ông đấy thôi. Còn nãy giờ mời có thua đâu. Boy, you can feel the tension. Nào, em mời anh tiếp. À, mình sút đầu tiên mà. Lại là giữa thôi. Quả đầu đơn giản, nhẹ nhàng. Đó. Well, you can't approach a penalty with any doubt, or you'll have to rely on luck. Anh ơi, em mời anh nhá. Anh có hoang mang không? Anh có hoang mang không? À, à. Anh làm sao? Everything right. Manchester United are looking for comfort. Anh làm sao? À, anh này bắt tốt này. Well, it was a possibility of happening like that, the way he was moving beforehand. Quả này mời tiếp. Anh ơi. Đừng sút mạnh quá nhá. Ui, anh sút thế. Anh sút thế thì em cũng chịu anh đấy. Nhẹ nhàng như em thôi. Quả này em không mời đó đây. Hà Lan à? Hà Lan em phải mời. Hà Lan em mời. Chơi không anh? Anh chơi không? À! Anh chơi không? Anh ngon anh chơi với em này. Anh ngon anh chơi với em này. Hoảng rồi, đội bạn hoảng rồi. Ui. Bắt tốt đi chứ, mẹ tính đồng này bắt tốt đấy. Saka, Saka chẳng cần bắt tự sút trượt anh em ạ. Đấy. Saka. Anh Roy quả cuối cùng à? Trời ơi, giao cho anh Roy nhiệm vụ dễ quá. Anh chơi không? Rồi, như vậy là chúng ta hoàn thành xong cái event đá pen. Ôi giời, vui thế. Thắng kèo anh em ạ, thắng kèo. Uầy, thắng kèo rồi. À, đây là niềm vui của những người đồng đội. Vừa Lovic là mừng với Fernandez. À, Hernandez chứ nhầm. Easy. Cái gì cũng phải đến tay anh Ronaldo anh em ạ. Cái gì cũng phải đến tay anh Ronaldo. Ờ, như vậy là chúng ta... À, từ từ anh em ơi. Mình phát hiện là mình đã xong, mình được nhận coin và mình sẽ đủ quay một lượt của Zig Z anh em ạ. Để mình lấy coin, mình quay một lượt Zig Z đó, trước mình quay trượt rồi. Mình quay trượt bản Mobi rồi. Cố gắng một lượt ở bên PC ra luôn này. Đây. Nhiều quả lắm.
Rồi ôi. Ui đủ 3 lượt luôn anh em ạ. Có 300 coin luôn kìa. Đây bên này anh em nhìn này. 500 coin luôn rồi. Ngon. Quay dích dê anh em ơi. Đủ coin quay dích dê luôn, 3 lượt luôn. Ở từ từ chết tí nhầm. Dích dê đâu? Đây. Đây, đây đây đây, dích dê đây. Bản mobile không ra biết đâu bản lại ra anh em nhỉ. Ngon luôn. Chặt bùm chặt 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 bùm. Moe Fujimoto ạ. Đùa nhau chứ nhìn giống con gái thế. Fujimoto nữa. Trời ơi. Còn đáy sau anh em ạ. Dịch dê của em đâu? Chặt 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 bùm chặt 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 bùm chặt 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 bùm chặt 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 bùm. Dịch dê ơi, sao dịch dê số 5? Game lỗi à? Dịch dê số 11 mà. À. Có nhầm gì không? Dịch dê số 11 của em mà. Thôi quay ra là ngon anh em ơi. Ngon 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 ngon. Ui dồi ôi. À, bản mobile không ra thì bản PC nó phải ra chứ. Đẹp trai ngay. Dịch dê luôn. Dịch dê của em đâu? Tiếc là ác của PC không liên kết được với ác của mobile anh em ạ. Dịch dê. Úi dồi 98 luôn mà. Trời ơi dịch dê ơi. Đấy nói chung là clip này đơn giản như thế thôi anh em nhá. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Bye bye.